trao dữ chứ. Đang dữ rồi đó. Nè bao tay bên nó xay xem xem mờ mà rắn như qua giùm chị đó. Xem xay CS mà trời to. To. Ừ, bên bên em á. Uống to dễ sợ luôn. Ừ. Trời ơi, to dễ sợ luôn em bóp cứ phải phải ừ cứ phải lấy cái tay giúp miết nữa. Như hay quay à. Có cái lô xế bình thường mà có cái lô trời ơi nó điên luôn nước ngủ rồi trời bên nó hết ép à bên nó đâu bên nó đâu có ít ép đâu có ít ép lấy bên đi không ạ à? Hắn cầm về cái là hồi trước giờ là ít ép để cho hắn dùng chứ mấy còn tụi em là dùng ép là vừa rồi mà trúng cái lô đi ép mà trời bà to hình như xây mờ lại luôn. Hân muốn xài cái tiết kiệm một chiếc S một chiếc S. Hồi xưa có từ mua rồi kìa. Ừ. Cái không to quá đúng không? To nặng được. Nặng được nặng lâu mệt khó chịu lắm. Rút rút miếng nó. Ta xong sau này rồi hãy S cho nó. Hồi nó mình quay nó ngã cái
tuần sau là bắt đầu mưa nữa kìa. Phương đi qua trúng cái tuần mưa gió. Đi đâu? Qua đây. Bởi tuyết giờ đúng không? Còn nó có số đi. Ừ, bữa hôm trước nó đi mưa cái cho nghỉ đó đúng không? Lâu cái bông nước muối thì sạch mà có cái ướt á, trơn bốt trơn. Cầm miết mỗi tay. Mình đi chủ yếu chị Phúc quay à? Mình đi chủ yếu chị Phúc quay à? Mình thấy đa số Phúc quay nhiều mà đúng không? Mình thấy đa số chị quay. Bên nhà chị với chị Ly với ba người mới mà đúng không? Lâu lâu nó ngắn. Còn trên. Mỗi quanh. Mỗi quanh. Nhiều khi em thấy đứng mệt hơn cái ngồi luôn á. Ngồi lên làm 2 tiếng ngồi được, con đứng cỡ 4 cái là lượng. Thấy đứng mệt hơn. Ngồi làm sướng. Nhưng mà có cái là ngồi làm nhiều khi cực cái là trúng mấy mụn á. Trúng mấy mụn cứng á. Cứ lại quay đứng ngồi miết quay hết cái này qua cái kia. Mụn có cái. Mà ban ngày làm nhiều, làm nặng mụn nhiều tối rồi nó cũng mệt. Đứng ngày mà đứng nhiều tối rồi sợ mỏi. Con Oanh á, mới ghê cái Phúc. Hồi xưa là đứng là 1 tiếng rồi đó luôn. Quay cái video là quay luôn đó đó. 1 tiếng quay đứng được, trời, quay một lần đứng. Không, là quay một mạch luôn á. Không tắt luôn á. Ủa, quay quay ừ. Trời, quay đứng sáng luôn. Còn nó con Oanh á, bởi đó. Cái trời, thằng con nó đứng giỏi dữ trời. Đứng một mạch đó luôn, chứ không phải như mình là mình đứng xong mình tắt 10 phút mình tắt đó. Ừ, cảm giác vẫn là có được nghỉ nên dễ chịu. Còn hắn là đang đứng đứa đó đứng sáng rồi. Thấy nhiều lắm mà chưa được 10 phút mà trong cái má này dưỡng nhiều.